Sự thật Di Long bị võ lâm Trung Quốc phản bội khi thua Sai Jok Pum Pham Wong. Cây viết Dương Hòa đã đưa ra một góc nhìn rất khác về thất bại của Di Long. Sau thất bại trước võ sĩ môi thái Sai Jok Pum Pham Wong, Di Long, Nhất Long, người tự xưng là đệ nhất thiếu lâm, đã phải nhận nhiều điều chỉ trích từ người hâm mộ võ thuật lẫn truyền thông Trung Quốc. Tuy nhiên cây viết có nhiều kinh nghiệm về võ thuật Trung Quốc, Dương Hòa của tờ Sohu lại đưa ra một cái nhìn khác hẳn. Theo ông, Di Long thực ra là một người hùng và đã bị võ lâm Trung Quốc lợi dụng. Vài năm gần đây là giai đoạn khó khăn của võ thuật truyền thống. Di Long đã dũng cảm đứng lên khiêu chiến khắp nơi, đối đầu với các cao thủ mời thái, thậm chí còn đánh bại cả buộc khào. Mỗi lần Di Long thắng trận, võ lâm Trung Quốc lại được một phen tự hào khen ngợi lẫn nhau. Nhưng mỗi khi anh ta gục ngã, người ta chỉ thấy những lời chê trách võ thuật truyền thống, cho rằng MMA mới là thực chiến hàng đầu. Di Long quá nỗi cô đơn, trong khi các đấu sĩ khác được đầu tư từ huấn luyện viên và có cả công ty quản lý, thì Di Long phải tự lo tất cả. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, anh vẫn trung thành với võ thuật truyền thống và tỏ ra dũng cảm với mình. Võ lâm Trung Quốc dựa vào Di Long để ăn theo, họ không hề tính được rằng Di Long chưa đủ năng lực để đối đầu với Sajok Bùm và Muồng. Dương Hoa cho rằng, sức ép ngầm từ làng võ Trung Quốc buộc Chi Long phải thượng đài và thất bại. Và khi không đạt được mục đích, họ sẵn sàng nói những lời khó nghe về võ sĩ này. Một số ý kiến còn cho rằng Di Long nên sớm về vườn. Thật ngạc nhiên, Dương Hoa lại đồng ý. Ông đề nghị nếu như Di Long còn phải thi đấu những trận không cân sức trong tình trạng thiếu sự hỗ trợ chuẩn bị như thế này, thà rằng rút lui rồi tự mở võ đài, tự tổ chức giải đấu của riêng mình còn khoan khoái hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Báo chí Thái Lan hạ nhục Di Long sau thất bại muối mặt trước vua Muay Sajok Pum Phamuong. Báo chí Thái Lan đã tranh tủ sát muối vào nỗi đau của Di Long sau khi bị Sajok Pum Phamuong hạ đo ván. Tưởng chừng màn so găng giữa đệ nhất thiếu lâm Di Long và vua Muay Thái Sajok Pum Phamuong sẽ trở thành một màn long tranh hồ đấu ở Trùng Khánh tối mùng 2 tháng 6. Thế nhưng kịch bản của màn so găng này lại diễn ra quá trong vánh khi Di Long bị đối thủ hạ đốc ao ngay trong hiệp 1. Sau trận đấu, không chỉ truyền thông Trung Quốc mà ngay tới báo chí Thái Lan cũng tỏ ra bất ngờ. Nhưng trái với sự thất vọng từ phía quốc gia đông dân nhất thế giới, các tờ báo xứ Chùa Vàng lại tỏ ra hả hê sau chiến thắng. Tờ báo nổi tiếng Thái Rát đặt nhan đề khốn khổ cho Di Long sau cuộc tàn sát của Sai Dốc. Bài viết này còn mô tả, cú đấm của Sai Dốc đã đại diện cho sức mạnh của người Thái. Thật khốn khổ khi Di Long bị gục ngã ngay trước sự chứng kiến của rất đông người hâm mộ Trung Quốc. Bài viết trên tờ Sanok lại tranh thủ tán dương sức mạnh của vua Mây Thái sau khi đấm gục đối thủ đến từ vùng Sơn Đông. Sau khi thuật lại những diễn biến của trận đấu, tờ báo này viết Cảm ơn Dốc, anh đã quá xuất sắc, có lẽ thật khó để quên hình ảnh chiến binh môi thái ngạo nghễ ăn mừng chiến thắng trong lúc võ sĩ đại diện cho cung phu Trung Quốc còn đang bận ôm người thân của mình để khóc ở rìa võ đài. Trong khi đó, tần Núc Na của Thái Lan lại cho rằng chiến thắng ngày hôm nay của Sai Dốc là sự trả thù ngọt ngào khi một chiến binh xứ Chùa Vàng là buộc Khao từng thua ăn uổng trước Di Long hồi năm ngoái. Các khán giả đã lo lắng trước viễn cảnh Di Long sẽ được các trọng tài thiên vị và Dốc bị rơi vào hoàn cảnh đầy bất công của buộc Khao hồi năm ngoái. Nhưng cuối cùng thì Di Long cũng không thể được cứu vì trọng tài thêm một lần nữa. Dốc quá xuất sắc, đây là một sự trả thù không thể ngọt ngào hơn mà anh ấy đã làm thay buộc Khao. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Báo Trung Quốc xỉ nhục Di Long sau trận thua trong vành trước Sai Dốc Bùm Pha Muông. Truyền thông Trung Quốc tỏ ra rất sốc và thất vọng khi Di Long để thua qua trong vánh trước vua mây thoái Sai Dốc Bùm Pha Muông. Là võ sĩ được quan tâm và kỳ vọng cực lớn nên không có gì khó hiểu khi truyền thông Trung Quốc đã dành rất nhiều giấy mực để nói về thất bại đau đớn của Di Long. Sáng 3 tháng 6, tờ Xanh Hua Trung Quốc đã dùng từ bi kịch để mô tả thất bại của người từng được mệnh danh là đệ nhất thiếu lâm. Thật khó tin Chi Long lại bị đo ván bởi vua mấy Thái chỉ trong 2 phút 20 giây, một cú đấm quá mạnh khiến Ji Long gục xuống đầy bi thảm. Thất bại này đau đớn hơn nhiều so với trận thua của Ji Long trước City Chai cách đây 7 tháng. Vẫn biết rằng việc đối đầu với một võ sĩ mạnh như Sai Jok là một thử thách rất khó khăn cho Di Long nhưng việc để gục ngã ngay từ hiệp 1 là một thất bại đầy tuyệt vọng. Đây là một bài viết trước đó lúc 1 giờ 5 phút ngày 3 tháng 6 giờ Trung Quốc. Tờ Xanh Hua cũng phân tích rằng Di Long đã phòng ngự quá sơ hở và phản ứng quá chậm. Đây là lý do khiến võ sĩ sinh năm 1987 dính nhiều đòn đá của Sajok trước khi bị đo ván bởi một cú đấm vòng cầu bằng tay phải. Tờ báo này cũng cho rằng rất nhiều người hâm mộ đã kêu gọi Di Long giải nghệ sau thất bại và sẽ không ngạc nhiên nếu võ sĩ đến từ vùng Sơn Đông quyết định treo găng. Sáng 3 tháng 6, tờ Lee Sport cũng đăng tải nhiều hình ảnh Di Long gục ngã, kèm theo nhan đề đầy chua sót. Nước mắt của Di Long và người chị gái đã cuốn trôi mọi kỷ niệm đẹp đẽ về thời huy hoàng của đệ nhất thiếu lâm. Như Từ Hiếu Đông đã từng nói, nhiều võ sĩ ở Trung Quốc đang bị ảo tưởng sức mạnh. Có thể nhiều người đã sai khi coi Di Long là một tượng đài phải thừa nhận trong nhiều năm, Di Long từng trải qua tới hàng trăm trận với các võ sĩ nước ngoài, nhưng hầu hết trong số đó bạn sẽ chẳng biết họ là ai. Những chiến thắng từng khiến Di Long được tôn sùng giống như một siêu nhân, nhưng trước đó có lẽ chỉ là để thỏa mãn tinh thần yêu nước và yêu võ thuật của một số người Trung Quốc. Thế nhưng khi đấu trường kickboxing bốc sinh ngày càng trở nên khốc liệt, cùng với sự phát triển của thông tin mạng, Di Long đang dần bộc lộ khả năng thực sự của mình anh ấy đã cố gắng để giữ hình ảnh mạnh mẽ của mình nhưng điều đó là không thể hôm nay di long đã phá hủy giấc mơ võ thuật của rất nhiều người tờ lee sport viết trong khi đó tờ sport qq lại cho rằng di long không nên giải nghệ mà phải vượt qua mọi áp lực để tìm lại phong độ rất nhiều người nói về khả năng giải nghệ của di long nhưng chúng tôi cho rằng anh ấy cần phải tiếp tục chặng đường của mình Trước mắt, việc cần làm với Di Long là đưa ra một lời giải thích cho thất bại. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Sau khi đặt câu hỏi về khả năng của võ cổ truyền, giờ đến cả thực lực của Lý Tiểu Long cũng nằm trong phạm vi nghi vấn của Từ Hiểu Đông. Trong quan điểm của không ít người yêu võ, Lý Tiểu Long là hiện thân của hai chữ kỳ tích. Ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về võ tổng hợp MMA người sáng lập triệt quyền đạo, người đã truyền cảm hứng, đưa hàng ngàn thế hệ đến với võ thuật. Theo những lời đồn đại, cú đấm một inch của Lý Tiểu Long tạo lực nặng lên đến 160kg, đòn đá ngang slide kích sẽ đạp bay một người đàn ông trưởng thành xa 20m. Lý Tiểu Long có thể một chân đá bao cát 20kg lên độ cao 2 tầng lầu, hoặc chỉ dùng đá cao 2 kích cũng đá vỡ được bao cát 45kg không khác gì các bậc võ lâm đại sư trong chuyện kiếm hiệp Kim Dung. Thậm chí nhiều người còn tranh luận rằng Lý Tiểu Long hoàn toàn có phần thắng trước tay đấm thép Mai Sơn, 50 trận thắng, 6 trận thua, 44 cân ốc ao, trong một cuộc chiến đường phố không luật bảo hộ. Nhưng thực lực của huyền thoại Lý Tiểu Long mạnh mẽ tới mức nào, đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tiểu Đông cũng nằm trong số những người hiếu kỳ về khả năng thực sự của Lý Tiểu Long. Dù sao cũng chưa ai từng tận mắt xem Lý Tiểu Long đến cùng mạnh ra sao, bạo miệng cho rằng Lý Tiểu Long chỉ là một võ sĩ nghiệp dư, được tâng bốc lên thành huyền thoại, Tiểu Đông nói trong một phỏng vấn với Tension. Trên phim, loại cung phu lấy một đánh 10 hầu như đều là kỹ xảo điện ảnh. Lý Tiểu Long chưa bao giờ thượng đài đánh một trận đấu chính thức. Vậy người ta lấy lý do gì để cho rằng Lý Tiểu Long rất mạnh? Hơn thế nữa, Lý Tiểu Long thể trọng chỉ cỡ 60kg làm sao họ lý có thể đánh thắng được mai tây sơn nặng trên dưới 100 kg với chênh lệch hạng cân lớn đến thế so sánh giữa lý tiểu long với di long người từng phê phán từ đông khi đã hạ nhục giá trị võ thuật truyền thống từ đông cho biết anh chẳng đánh giá di long cao cho lắm nhưng ít ra thì di long vẫn hơn lý tiểu long Chỉ ít thì cũng thấy di long có mặt trên sàn đấu anh ta có thể đánh có thể chịu đòn võ sĩ họ từ nhận định di long đánh thật còn mọi trận đấu của Lý Tiểu Long đều là hư cấu, đều chỉ diễn ra trên màn ảnh. Cứ cho là Lý Tiểu Long rất có năng lực tấn công, nhưng khả năng kháng đòn của ông ta vẫn là một câu hỏi lớn. Người ta tin hay không thì tùy, chứ tôi không tin, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Dẫu sao trong điều kiện lịch sử lúc ấy, rất khó để Lý Tiểu Long có cơ hội chứng minh bản thân trên võ đài. Môn thể thao đối kháng duy nhất được công nhận trên đất Mỹ là những năm 50-70 của thế kỷ trước, chỉ có quyền Anh trong khi Lý Tiểu Long lại không phải là một tay đấm chuyên nghiệp. Mà giả sử Lý Tiểu Long có cơ hội thượng đài đi chăng nữa, từ ở đông vẫn nghi ngờ. Tôi không đánh giá cao các võ giả của võ thuật truyền thống. Trong những cuộc so tài với vận động viên Quyền Anh, rất nhiều người trong số họ chỉ biết cách tấn công mà không rèn luyện khả năng chịu đòn. Điều này giống như người lính đi đánh trận mà lại chỉ mang mâu, không mang thuẫn vậy. Ăn một đòn nặng họ cục ngay, các bạn hãy đăng ký kênh youtube của trí thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo